Eo nông tay mọc dài thế, ôi dồi này cũng mềm lắm, ngón chân ngón tay cũng mềm. Nhiều thế nhỉ. Thường nhờ mà đông đông này. Hôm nay là nói quá là ngã rồi này. Ôi dồi ôi, xương sườn trơ ra. Đấy, nói quá là ngã rồi. Chị chào cô Xuân nhá. Đấy, người khổ. Nó lại còn ngồi chơi nhau, nó đấm nhau rồi sợ. Bắt gì đấm đây. Sợ này. Bà Huệ ơi, sờ nó cũng mềm mềm như là gì đây này. Nhiều lắm. Há hết mồm ra. Có người thì nằm được nhưng mà đây này nhìn chị Tám ơi, chân ông nào cũng cùm đây này. Chào Hương nhá. Cao su mà chân tay mềm mà. Người thì mặc áo, người không này. Tổng thể đây nó rốt. Tù binh mình vào đó. Dã man luôn. Xếp tặng mà mày ra. Xếp tặng của Nhum. Có ngọ khóa rồi thì thôi chị. Chị không vào được xếp. Đấy, nhà tù Côn Đảo đây này. Các ông các bà kia đi nhanh đi trước rồi con ta mẹ mày. Sếp đi tham quan mặt căng thẳng là vì thương. Ở trong nhà tù này nó nhiều người quá, nó bị cùm kẹp thương quá. Tuyệt lắm. Đây chị ơi. Chào cụ Minh nhá. Đang đi thăm nhà tù Côn Đảo đấy cụ. Nặng như đầu quá.
có tượng không? Ở đấy có tượng không à chị Hiền? Trong đấy có tượng không? À, có xây nữa. Thường à? Đấy là một kia và một kia. Thường à, ôi trời ơi, đây là xay lúa đấy. Eo này cái mặt nó hầm hầm với bà Huệ vào đấm cho nó phát này. Ôi thầy đi vào tận trong đấy à, thầy vào thầy đấm hộ em thằng kia cả, cái thằng áo trắng cả. Cái thằng nó đang cầm gậy nó đánh quân mình ấy nhỉ thầy, cái thằng nào mặc quần trắng thì thầy vào thầy đấm cho em cả. Nhưng mà nó phải bị, nó bắt bị cái bọn đấy nó bắt thầy. Đi sang bên này mới kinh. Đấy, mẹ mặt nó hầm hầm hầm, nó đập chết. Đây này. Đây bà Huệ ơi. Tiệm sát dễ cháy đấy, sợ không? Ừ. Sợ. Phòng nào có người vậy? Đi vào phòng bên kia nữa đi. Bên này cái chỗ bên này cũng nhiều tượng lắm mà nó có cái nhà còn 2 tầng. Đây, một người đâu, 5, 6, 7 người đây. Cái phòng này thì 5, 6, 7 người. Thương quá. Có gì đâu, đằng đấy thì có gì chị Thắng? Có gì à? Đây, bây giờ đi theo... Hả? Thì nó chỉ thế này thôi mà. Thương không? Chị Thắm ơi! Bà Huệ ơi! Bà Huệ! Đây vào đây này. Đông đông lắm, nhiều lắm. Cái gian này nó mới nhiều này. Thương quá này. Ôi dồi ôi, nó rớt như này. Không còn một hở một chỗ nào này thì đứng vào đâu được. Đây à, nhiều không chị? Ồ, nó tập trung. Đây, đang dấu, sẽ có cao đẳng, không cao đẳng. Đây, hai người đây nè. Mình cứ đi rồi kệ cho họ đi, mình cứ đi xong rồi mình về có gì không? Đây. À, đi theo mình đi. Ừ, chị ở đâu mà có ai? Đi sang cái gian kia là xong rồi đi về. Chị Thắm mày vào cái gian này mà xem ra đây. Không ạ, nó mới lắm người. Anh chị cứ ra cổng đi, chúng em đi vào đây xong chúng em ra rồi về. Vào sang bên này nó mới những nhiều lắm này, nó có 2 tầng luôn. Có mà. Đi ông Quyết ạ, các bà mệt hết rồi đi về.
thật. Trước sau em đi ở đây nó có người cơ mà. Bây giờ nó chuyển đi đâu hết nhỉ? Ôi chào cả nhà, nhanh nắng lắm.